Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 16 tháng 9. Xây dựng chỉ thị về giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo chỉ thị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn. Với 4 nội dung lớn, dự thảo chỉ thị tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023 nhằm vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2022 là 7,5%, tốc độ tăng CPI là 4%. Phục hồi sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,100% kế hoạch giao, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về hạ tầng. Bô xít Tân Giai, nhân cơ mới đạt 20% mục tiêu công suất. Góp ý về hồ sơ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công Thương xây dựng, Bộ Tài chính cho rằng các kết quả thực hiện các quy hoạch về khoáng sản trước đây rất thấp. Cụ thể, quy hoạch quặng bô xít mới có 2 dự án là Tân Giai, Nhân Cơ, tức là mới thực hiện quy hoạch đạt 25% về dự án và 20% về mục tiêu công suất. Quy hoạch Titan mới thực hiện được 27 dự án thăm dò, cấp phép 14 giấy phép, đạt hơn 50% mục tiêu đề ra, cấp phép 11 trên 45 dự án khai thác đạt 25%, có 20 trên 50 nhà máy chế biến đạt 40%. Tương tự, quy hoạch với chỉ, kém cấp phép được 15 trên 25 đề án thăm dò, khai thác tuyển quặng có 8 trên 29 dự án. Quy hoạch quặng sắt, quy hoạch Chromite Manga đạt 50% mục tiêu về công tác thăm dò, quy hoạch Apatit đạt 50% về thăm dò, khai thác mỏ đạt 80%. Trong khi đó, một số dự án khai thác mỏ không hiệu quả, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái như dự án mỏ Quý Sa Lào Cai, dự án mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh. Việc khai thác chế biến sâu của hầu hết khoáng sản còn hạn chế, nên hiệu quả thấp, có tới trên 90% doanh nghiệp ngoài nhà nước và tư nhân có quy mô nhỏ tham gia khai thác, chế biến. Cục Quản lý Dược đề nghị nhập khẩu 12 loại thuốc thiết yếu cho Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 15 tháng 9, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở nhập khẩu thuốc Bệnh viện Bạch Mai về việc đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị. Bệnh viện Bạch Mai thông tin hiện nay có 12 loại thuốc chuyên khoa nội tiết, tim mạch, chống độc dùng cho một số bệnh đặc biệt như suy tuyến thượng thận, ngộ độc kim loại nặng, không có sẵn, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị của bệnh viện. Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời trong công tác điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm kiếm các nguồn cung ứng đối với các thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị của Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi tìm được nguồn cung ứng, liên hệ với bệnh viện để xác định nhu cầu, ký hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc gửi về Cục Quản lý Dược và thực hiện nhập khẩu theo quy định. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với các cơ sở nhập khẩu để tìm kiếm thêm thông tin về các nguồn cung ứng. Nếu Bệnh viện Bạch Mai có được thông tin về nguồn cung ứng của các thuốc này, đề nghị bệnh viện cung cấp thông tin cho các cơ sở nhập khẩu thuốc hoặc cơ quan quản lý để có biện pháp kịp thời nhằm tăng cường cung ứng thuốc cho điều trị. Khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất. Ông Lee Jae-hoon, trưởng văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm, đã có khoảng 200.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc đến thăm Việt Nam. So với năm ngoái, có thể thấy giao lưu du lịch quốc tế giữa hai nước đang dần hồi phục. Tuy vậy, con số này thấp hơn so với thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Theo đó, chỉ trong tháng 8, Hàn Quốc là quốc gia có đông du khách đến Việt Nam nhất với hơn 173.000 lượt người, chiếm 35,7% tổng du khách quốc tế đến nước ta và tăng 120 lần so với cùng kỳ năm 2021. Còn nếu tính 8 tháng đầu năm, đã có gần 370.000 lượt khách Hàn đến Việt Nam, tăng 17,61 lần so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, theo ước tính của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, lượng khách du lịch Việt Nam đến thăm Hàn Quốc là khoảng 80.000 người. Gần đây, mỗi tuần có đến 7.000 lượt khách nhập cảnh nước này, thay vì chỉ 1.000 lượt tuần ở thời điểm nước này mới cấp lại thị thực du lịch. Năm nay, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đón khoảng 150.000 lượt khách Việt.
hiện chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bãi bỏ việc test COVID-19 trước khi nhập cảnh đối với những người nhập cảnh vào nước này và dự kiến quy định test COVID-19 sau khi nhập cảnh cũng sẽ sớm được bãi bỏ. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.